Xin chào quý vị nhà chung sung sướng. Bữa nay A Huy bánh mì Việt Nam. A Huy bánh mì Việt Nam. Đây, bắt đầu nha, mình làm bánh mì quê hương nha. Mời quý vị. Wow. Wow, rồi nóng rực rực luôn, ngon quá ngon quá. Ngon quá ngon quá. Mình đem ra thôi nó nóng mất ngon. Hai thứ luôn, hai thứ luôn. Rồi xong mình tắt lò. À, xong, cảm ơn quý vị nha. Bây giờ mình sẽ đem cái này làm cho La Lô bé mập nghe. Quý vị thấy ngon không? Đó, tuyệt vời. Cô La Lô bé mập, còn cái này là khẩu ấm nè. À, đại lực sĩ siêu to đại bự nè. Đó, quý vị thấy đẹp không? Đây, để đó, xong. Còn cái này là A Huy bánh mì da nè. À, quý vị thấy giòn rụm nè. À, A Huy bánh mì da. Xong. Bây giờ A Huy bánh mì da làm trước cho La Lô bé mập nha. Quý vị thấy không? Mình đã bỏ chanh vô rồi. Đây, chanh đường. Đó, quý vị thấy có chanh đàng hoàng. Trái chanh nặn ra. Cái này là tương ngọt tiêu này quý vị, tuyệt vời. Đó, xì dầu Maggi, tương ngọt. Đây, hai loại sản phẩm. Chính hiệu hoa sen. Đây, nhà chùa ăn chay. Tàn tàn, xin mời quý vị. Nhà chùa ăn chay nha. Hai thứ hòa Và nhau, hai thứ hòa điệu với hòa nhau. đều Với nhau, chút đường nha. Với là chanh tiêu xì ha. dầu chanh tiêu Đây quý vị thấy tiêu không? Tiêu các bỏ vô đây tiêu nè. nè, Tiêu này quý vị. tiêu chanh đường xì dầu rồi tương ớt. Đúng đúng. Cái này là của A Huy bánh mì da đây quý vị. Bánh mì chả lụa. Bánh mì chả lụa chả bì đó. Hôm nay trông thấy đạo huy hoàng xin hướng về núp bóng từ quan. Sẽ có người đưa đường chỉ lối đó. Bữa nay bắt đầu mình sẽ làm cho La Lô bé mập lùn trước này quý vị. Bánh mì nóng giòn đây. Trước năm 75 mỗi sáng mình đi học được ổ bánh mì nóng giòn do một người đứng trên chiếc xe đẩy đi quý vị. Rồi đủ rồi. Đây bây giờ thích hành lá bỏ vô trước đi nè quý vị, lót và cộng ở đây nè quý vị. Salad, Từ từ lót salad vô salad sao? trước. Salad đây, muốn salad nào Không, này hả? cho salad trước để cộng hành sau. Đó, nó nằm góc đây thôi. Đâu có ăn quá nhiều. Trời ơi Rồi chả lụa. xong. Quý vị thấy của hành không? Đây muốn Đó, hành thì hành củ đó. hành rồi củ hành. Muốn mấy của hành? Cái là hành Ôi lá. da, ôi da, nó chan lắng là. Ê, bước xa ra cô xa ra đi tôi. Trời ơi cô đứng gần quá, nó bị điện âm nó giật cô ơi. Cô xét củ hành này là củ hành ngọt đây quý vị. Mình chỉ làm chương trình nướng bánh mì thôi mấy quý vị. Rồi Còn cho gân vô nữa. tất cả đều lo La Lô bé mập luôn làm cái này là của Nhật Bản này quý vị. Gần mắc tiền lắm, ăn ít thôi nha, ăn ít thôi nha. Ăn nhiều quá nóng nghe, nó nghe tha viên ớt thì ăn gừng nghỉ. Ăn gừng nó nhẹ hơn được chưa? Rồi, Xong. cho cái này. Đây, củ kiệu này quý vị, đây củ kiệu dưa hành. Củ kiệu dưa hành đây nữa hả? Đúng. Cái này hương vị Việt Nam đây. Bánh mì Việt Đấy, Nam đúng. từ bánh mì baguette của Pháp mà biến thành bánh mì tròn của Việt Nam đây ngay quý vị. Đây là Bữa nào mình kể cho quý vị nghe. Đây. Ngọt rí nữa làm hỉ. gì không trả lụa vô nữa. Trời ơi. Quê hương tôi là đây, xóm mồm hương trầm nhẹ bay. Quê hương tôi miền Trung, xóm mồm chúng chùa nhẹ rung. Lắng nghe hoàn ái u hoài. Ôi thân yêu bóng chùa từ đàm, nơi quê hương tôi phát nguyện đạo vàng. Tay trong tay quyết vì loài người đời lầm than. Từ đàm ơi, quê hương tôi là Thêm một đây. lát nữa. Lên chạy chốt nhiều lắm, không có thiếu gì đâu. Ai đi qua miền Trung khoan khoan ơi người dân Rồi, chắn, lắng nghe hoàn ai u hoài. đó. Ôi thân Xong rồi yêu bóng ghi chùa lên. từ đàm, nơi quê hương tôi nắng chiều dịu vàng. Tay trong tay quyết vì loài người đời lầm than. Từ đàm ơi, quê hương tôi miền Trung, sớm hôm chúng chùa nhẹ rung.
lắng nghe hoàn ai ú hoài. Hãy đi qua miền Trung, khoan khoan hỡi người dân chắn. Rồi, móc vô. Đây, quý vị thấy không? Món mì tuyệt vời. Đây, xin mời quý vị chờ một chút. Mình sẽ làm chương trình rộng ràng cho biển cả quê hương. Xin, tôi xin tặng người, tôi xin tặng đơn. La 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 la, quê hương tôi, quê hương tôi là đây. Sớm hôm hương trầm. Quý vị thấy đầy đủ không? Quá đẹp. Đúng là mình đứng đây mình chớp cho la lô bé mập nắng chiều. Chụp bên đây. Rồi. Bên cái cây màu đỏ con bướm lên cái gì? Chớp rồi, chớp đi, chớp tấm hình nhỏ lụa nè. Trời ơi. Trời. Cái này của la lô bé mập ấy. Sao ngon lành. Rồi, qua bên kia tới phía mình nha. Bây giờ tới A Huy Hoàng Gia nè. Trời ơi trời, ngon quá ngon quá. Bây giờ xin mời quý vị, mình sẽ tự làm nha. À đây, quá ngon nè quý vị. Cái bánh mì đây gọi là bánh mì này nè, bánh mì là bột shibata. Học không nè quý vị? Shibata à. Bánh mì nào quý vị lên máy bay ăn đã đó. Cái này là cho quả ấm đó quý vị. Shibata ưu tiên tiên khách hậu chủ. Khách ăn trước, chỗ ăn sau. Mình là coi như đạo diễn. Đó, đẹp rồi đó. Quá ngon. Bỏ xà lách vô trước nè quý vị. Xà lách này là không biết có ấm thích kia, mình ăn cái kia. Đây, cái này là cả này làm lẩu Sina ngon lắm quý vị ơi. Cũng gói bánh xèo cũng đã lắm. Đó, xong được rồi. Quá ngon, đủ rồi. Rồi bắt đầu chơi hành lá vô. Một cộng. À dạ. Chả lụa xong rồi. Sao từ 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 đó, đủ rồi, quả mà ăn nhiều. Đây, chả lụa này quý vị. Củ hành nữa. Đúng, cho củ hành vô trước nha. Đây đây. Củ hành lúc nằm dưới này nè quý vị, đó, tuyệt vời quá. Đó. Ăn vô cho nó thông mạch máu quý vị ơi. Hành củ hành này là củ hành ngọt, rồi, gọi là vâng vâng từ từ. Củ hành này là gọi là sốt lết của Tây Ban Nha. Ở đây mình ăn hàng của Tây Ban Nha với Ý không à. Đó, cái này là chả lụa của bạn Trương ở trên, em Trương ở trên Vectorboy gọi là Trung Hoa. À, đây. Ý chị có thể, chị đây là Center, China Center, trung tâm Trung Hoa. Còn đây là tiệm Trung Hoa, là người Hoa gốc Việt, người gì gốc Hoa. Có gần chưa? Chưa, đây, miếng gần vô. Họ không thích sushi lắm. Chuẩn bị nấu sushi giờ mấy quý vị ơi. Cô đấm đem dầu xuống, đem đồ sushi ra chỉ cho mình đây. Cho ủa, chút này, này nữa. Cho mấy cái củ đó nữa đây. Mình cho lên cho này cho nó thấm ở đây. Củ kiệu dưa hành đây. Cho cái cục này vô. Cà pháo. Cà pháo. À, đúng, cà dế dê. À, cứ bắp dế dê hoài vậy. Cà dế dê. Cà này là cà pháo. Cà dế dê. Cà pháo. Có loại cà tên, có loại cà tên là dế dê. Cà dế dê. Không có gì mà vui hết đây. Cà dế dê. Cà pháo, cà dế dê, cà tím. Đây. Quý vị thấy không? Ở đây có mì Việt Nam á. Gia đình Hồ Nguyễn ở Triển Ngãn quý vị cũng bán. Mà bánh mì hồi đó hình như là chưa có 60 mấy, 7 mấy, 8 mấy, bây giờ cả trăm rồi đó. Bây giờ 10 đô rồi ít nhất. Đó quý vị. Xin mời quý vị, bánh mì rất là tuyệt vời đó, đầy đủ, bánh mì ta kẹp tay, bánh mì tay kẹp ta, bánh mì tay kẹp ta đó, đó hoàn thành rồi bánh mì, mình sẽ mở tiệm bánh mì bán, cậu ấm tương lai sẽ mở một cái gì đây, bây giờ sushi không tốn điện quý vị, nhưng mà bán được lắm, bây giờ người ta thích ăn, hồi xưa người ta thích ăn đồ Trung Hoa, ăn cơm tàu, rồi bây giờ người ta thích ăn đồ Thái mà nóng quá. Bây giờ lỡ lại ta rất thích ăn đồ Việt Nam. Đồ Việt Nam có chất lượng cao. Bánh mì Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị. Đây là hai ổ bánh mì tượng trưng cho bánh mì dài của Pháp. Đây là bánh tây mà ăn theo kiểu Việt Nam. Này shibata. Cái này là French baguette. Cái này là shibata.
Con này Fran Baguette, ra hai cái. À, Lalo Bá Mập, A Huy Hoàng Kim à, thì thích ăn Fran Baguette. Còn cậu Ấm thì thích Shibata. Rất là hương vị, đậm đà. Người Việt Nam bây giờ đương nổi tiếng bánh này ở Thụy Điển có đăng báo. Và rất là nổi tiếng. Bây giờ bánh mì Baguette của Việt Nam được vào từ điển của thực phẩm rồi quý vị. Thế phở bò cũng vậy, và chiếc áo dài đứng hàng 3. Bánh mì là đứng hàng nhất, phở Việt Nam, phở bò là đứng hàng nhì. Đó, rất là tuyệt vời. Nên là mong rằng quý vị sẽ ăn uống. Hiện tại bây giờ người ta đang ưa thích ở Thụy Điển là ăn bánh mì Việt Nam, phở Việt Nam và sushi của Nhật Bản. Nên người Việt Nam làm rất nhiều. Nên là cảm ơn quý vị. Đó là hai ổ bánh mì tượng trưng lên nha, để dân hiến. Bây giờ mình làm ổ thứ ba đi, cho nó xong. Đó, làm luôn đi cho nó thành tăng. Đúng, không sao, tôi không cần. Đúng, từ từ lấy bình củ kiệu sau. Đây, quý vị, bây giờ mình sẽ chơi xà lách này nha. Cái loại này là xà lách XP này quý vị. Đó, quý vị thấy XP không? Đó, XP. X tức là nước đá, bè tức là núi quý vị, nước đá núi, một núi nước đá gọi là East bè. East tức là nước đá, bè tức là núi. Cái này là coi như cái này mọc ở trên núi đá đó quý vị, thấy chưa? Bây giờ mình phải chơi lẻ lẻ ra này. Hồi nãy mình làm cái kia là coi như hành lá từ từ của anh này. A Huy Hoàng Đế, ông anh ơi, Huy Hoàng Gia à, trong thấy đạo Huy Hoàng, có A Huy Hoàng Gia đưa đường chỉ lối đó. À, trong thấy đạo Huy Hoàng, xin hướng về núp bóng từ quan. À, lại Phật tử xoay đường dẫn bước. Bao tội khổ trên đường ác trược. Gần có rồi, nghe được cái địa chuyện này, nghe. Này. À, không có cần cái này. Cái này cay của tôi mà. Đây quý vị, cái này là món độc đáo cay. Very hot, 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 hot. Đó. Nóng, nóng hổi gì thổi gì ăn. Đó, chờ chút hai cái bà pháo nữa nha. Củ kiệu. Củ kiệu với hành nữa. Cho nó đủ mùi quê hương Việt Nam. Tức là bánh mì Việt Nam. Quê hương tôi là đây. Sống hôm hương trầm nhẹ bay. Đó, mời gửi đó đi lấy củ kiệu. Wow, đây, cà pháo củ kiệu. Đây là quê hương này quý vị. Quê hương, củ kiệu chua ngọt. Đó, hoa đào. Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về, nhìn ánh mây đầy trước ngõ, mà tiếng con vẫn xa ngàn xa. Cái này cà pháo cái gì? Xuân nào trở rời ơi, nếu con không về chắc mẹ buồn lắm. Mái tranh nghèo không người sửa sang, cô nhà thiếu mơ mái đào. Bọn trẻ thơ ngày chờ mong anh đai, sẽ đem về cho ta áo mới. Và ngày xuân đi khẽ xóm diền, nếu con làm cho mình lạc giọng rồi. Nếu con không về cầu có làm cho mình lạc giọng rồi. Quá đám rồi quý vị ơi. Mình đương hứng khởi, mình coi mai đào. Không mai đào trước nữa. Buồn quá, buồn quá. Ôi à, thiệt là buồn. Mình đương hào hứng mà có người làm mình mất hứng. Như vậy đời cũng buồn hả? Có người trong nhà vui vẻ hào hứng này à, mình phải đem niềm vui đến cho người khác này. Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm. Mãi thân nghèo không người sửa sang, khu vườn thiếu hoa mai đào. Hoa mai đây quý vị này, hoa mai hoa đào. Bọn trẻ thơ ngày chờ mong anh trai, sẽ đem về cho tà áo mới. Ba ngày xuân đi khoe xóm diền. Không biết bây giờ mấy em nhỏ ở Việt Nam có ăn bánh mì mà kẹp chả lụa với ba tê không, chứ mình hồi nhỏ ở Việt Nam á, mỗi lần mình đi học á, mình thích có ổ bánh mì ủng ghê quý vị ơi. Nó cứ chôm tới là cà rốt rớt xuống này quý vị ơi. Kỳ á, không có chương trình nào mà nó tung ten nó chạy nhảy hoài, cái sơm tới bánh mì là bánh mì, tốt khoe xấu che xấu như đứa mà quay làm cái gì. Lon lỗ, người ta quay ở trước không quay, quay ở đằng sau. Thiệt tình quý vị ơi. Trời có lực của trời quý vị, được tiền thì không có tình, có tình thì không có tiền. Len sen lắp sắp, xin mời quý vị mình ăn nha. Nói nhiều quá. Nói cho lắm, tắm cũng ở trùng.
À, cái gì hè? À, dĩ thực như tiên quý vị ơi. Quay quay cho tiền như căn bản. Quay qua đẹp, quay qua cho vô. Không đưa đưa qua đây nè. Cái này mà đưa làm gì đây? Ừ, ăn cầm vô gì nữa. Trời ơi, có người giống như mẹ mày chỉ cái con ai quý vị. Đưa ra ngoài này sao đẹp. Trời ơi, đó, đưa. Ừ. Wow, trời ơi. Đó, phải đưa có lưng có sống chứ quý vị. Đó. Xin mời quý vị tốt khoe xấu che nè. Đây phải ngồi xuống mình ăn chứ. Ăn đứng ăn nằm 3 năm cũng già quý vị ơi. Trời ơi, ngon quá, ngon quá. Wow, quý vị thấy ngon không? Quá đẹp, ngon quá. Nè. Wow, xin mời quý vị bông hồng, bông này vàng, vàng lá của mùa thu này quý vị đẹp quá nè. Đó, quý vị thấy ngon không? Không biết mình bỏ kiểu chưa bỏ rồi mà. Rồi, à, xin mời quý vị nghe đầy đủ hương vị của wow. Coi chân đổ. Đây. À, hả sai. Xin mời quý vị. Quý vị biết ăn như thế này là người ta nói gọi là ăn ngậm nghe. Tự mình biết thôi. Ăn ngậm nghe. Đúng không ạ? Cái này siêu to này bự lắm quý vị. Cái này của cậu ấm. Cậu ấm thích lắm. Bán chì bà tà đi đâu, chì bà tà. Đúng không ạ? Quý vị thấy không? Trứng cút nè. Wow, bây giờ nó đeo keo là ngon quý vị. Mình xơi hai chén rồi đó quý vị. Còn nửa nồi á, mình thấy tội nghiệp cậu ấm quá, mình để thêm cho cậu ấm. Đây, bánh bánh sầu riêng nè. Đã sắp tôi nó là ra ngon quá. Wow. Ngon, ngon. Ai ngậm nghe nó cũng nguyện cái gì đâu. Xin mời quý vị. Bây giờ mình còn tuổi trẻ chưa qua. Tuổi già sắp đến. Nếu mình còn đang còn rõ quý vị thì mình cứ ăn đi. Chứ già bữa nữa mình mình lớn mình già mình quá ăn nít chưa mọc răng chết luôn á, không có mà có mà ăn được. Wow, già quá ăn nít chân đi tập chững, mình có quan ông Năm á, ông đi hai lần mà bữa mình có răng chết luôn. Thú kiểu với anh chả lụa nè quý vị. Hey, chả lụa ốc của hành qua vậy. Trời ơi, chả lụa đừng có bươi ra nữa, ăn gì nó ngon. Quý vị biết tại sao mình ăn thế này không? Cậu ấm không chịu ăn riêng. Mình nói ăn ở nhà đâu cần nhắc dữ vậy. Cậu ấm nói mình ăn á đủ thứ xà lách đồ, nó quần quyện với nhau nó mới ngon. Nó thêm phần đóng góp mùi vị ý kiến mùi vị. Nó quần quyện, nó thêm phần nó hòa quyện với nhau, nó rất là ngon. Cái cay này phải về tiêu mà tiêu ớt nó cay là ngon lắm. Hương vị của tiêu với ớt các quý vị ngon lắm. Quá ngon. Wow, mấy cái mùi này hấp dẫn. Quý vị thấy hộp bí nè, thấy tuyệt vời không? Nó rớt xuống này quý vị đó, hộp hướng dương đó, tuyệt vời quá. Xin mời quý vị nghe. Ủa kiểu như hành. Wow, cảm ơn quý vị khán thính giả. Nếu quý vị cảm thấy vui thích cho một like và đăng ký kênh. Có dịp nào bắt chợt A Huy Hoàng Gia có nhận gì để mà làm chương trình hay cống quý hiến quý vị ăn ngon mặc đẹp. Và quý vị cảm thấy thích cho một like và đăng ký kênh. Mời gọi quý vị lớn tuổi tham gia để ủng hộ chương trình. Và cảm ơn quý vị YouTuber cũng như những quý vị khán giả có lời bình luận tốt lành cho A Huy Hoàng Gia. Xin hẹn lại quý vị trong chương trình kế tiếp. Và xin chân thành kính chào, cảm ơn quý vị. Chúc quý vị mùa thu nắng ấm đẹp trời trở lại, không khí và thời tiết tốt đẹp. Xin chào. Mời A Huy Hoàng Kim. Mời A Huy Hoàng Thành. Đó là phần mời. À, quá ngon quá. Trời ơi, nó ngon thiệt á.
mà ăn không nổi. À, đó Coca-Cola mà quý vị nghe. Cái này là Coca-Cola đen quý vị. À, zero sugar là con số zero, không không có đường, dành cho những người những vị có máu đường. Thay vì like bánh thảo mây là uống cái này xong bán được đồng. Nếu quý vị lượm lượm bóng lon á, quý vị lượm một lon đặt đồng 1 triệu, ống này là 1 triệu đồng, quý vị sẽ làm triệu phú. Dạ, quý vị sẽ làm triệu phú đó. Đây Coca-Cola, Coca-Cola liền, Coca-Cola đó. Xin mời quý vị, cái này là để cho mình, còn cái này mình mời là lô bé mập uống này nè. Ê, không uống đường này. Panta quý vị, màu cam đó. Loại này là orange, màu vàng ngon lắm quý vị. Màu này đúng là mùa thu, mùa thu khắc ai bằng chiều nè, mùa thu khắc ai bằng chiều đấy. Mùa thu gió mùa thu mẹ ru con ngủ, năm canh trường mẹ thức đủ năm canh. Gió mùa thu mẹ ru con ngủ, đợi trái về mẹ thức đủ năm canh. Xin mời quý vị. Wow, nếu quý vị uống ăn cái này mà uống cái này là hợp khẩu vị lắm. Còn cái này là pha rượu ngon quý vị. Cái này gọi là Trocade, loại đặc biệt lắm. Loại cũng giá rôn, có đường, có hai loại là Ogino là có đường. Còn loại này không có đường, mình pha với rượu đồ ngon lắm. Dạ, mình với cậu ấm á, ở New Star Sài Gòn mời mình uống á, mình quen rồi, bây giờ mình lâu lâu đó. Bữa nay mụn ra mình ra mình trong đèn đã đốt, trong đèn đốt nến bạch lạc đỏ. Đó, nó lên ý nghĩa tuyệt vời. Mong rằng quý vị săn sẻ có bông thơm, rất là tuyệt vời. Hai cây bông và nhà vườn. Bữa nay nắng chiều đẹp quá vậy. Nắng vàng trải dài trên mặt đất. Dạ, rất là tuyệt vời. Đây, những cái bông này là tuyệt vời nè quý vị. Wow, không ngờ lần đầu tiên sau 40 năm mình thấy những cành bông đẹp quá. Trời ơi, sao quay cái góc làm gì dơ giấy bằng này hả? Trời ơi, bông đẹp thì quay cái đẹp chứ. Trời ơi, hoa lá cỏ cây cũng buồn theo tháng ngày. Hoa lá cỏ cây cũng có tâm hồn đó quý vị. Nếu mình trả lòng á, mình tưới cây cối rồi nó trổ bông, hoa lá cỏ cây nó sẽ trổ hoàng. Chơi hoa đó quý vị, chứ để hoa tàn, chơi người, chứ để người tàn như hoa. Hoa lá cỏ cây cũng bùm theo tháng ngày. Ở đây sương khói mờ nhân ảnh nhưng mà chưa có mờ. Bốn mùa hoa lá. Mới đây mình quên mấy vần thơ thẳng rồi. Vườn thơ là vườn thơ nỗi có. Vườn chùa xưa cây cảnh bốn mùa. Đây vườn chùa xưa cây cảnh bốn mùa quý vị. Mình đi các nơi mà Đại Đồng Lâm á, vườn xưa cây cỏ bốn mùa luôn. Bây trừ người ở nơi mô nhĩ, không nhớ thì thương chứ hững hờ. Ở đây quê cũ, ai đi trong cõi vô cùng đó, còn nhớ tri âm hàng ngày về. Đi trong cõi vô cùng tận, đi mà không bao giờ đến, cứ đi và đi mãi. Người đến người đi và người đi mãi. Xuân đến xuân đi xuân lại đến, người đến người đi và người đi mãi không về. Bây trừ người ở nơi mô nhị, không nhớ thì thôi chớ hững hờ. Xin chào quý vị, trong niềm thương nỗi nhớ về quê hương, cầu chúc quý vị trong nước và ngoài nước được tình yêu thương của gia đình cũng như quê hương dân tộc và đất nước. Xin thân ái kính chào và cảm ơn quý vị.